Từ mùng 1 tháng 8 âm lịch đến mùng 1 Tết năm 2025, năm con giáp đổi đời trúng số cực đậm, tiền nhét nứt két, ăn Tết phát tài giàu to. Rất vui mừng khi được quay lại và đồng hành cùng quý vị khán giả trên cả nước đang theo dõi kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Vâng, thưa quý vị thân mến, cuộc sống dư giả giàu sang lại có nhà lầu xe xịn, quyền cao chức trọng, tiền bạc nhét đầy két. Đây là cái điều mong ước của hàng triệu người đang xem chương trình ngày hôm nay. Người người nhà nhà thì vẫn đang miệt mài chạy theo cái guồng quay cuộc sống để mà giành lấy những cái điều mà mình mong cầu. Quý vị hãy thử nhìn mà xem, từ những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, tiền bạc rúng rính, đã giàu có lại muốn giàu thêm, cho tới những người mà đang vật lộn tính kế sinh nhai, mỗi ngày ăn bữa no, bữa đói, lo từng đồng tiền để trả nợ hàng tháng, suốt ngày chịu cảnh là tối mắt tối mũi, khổ sở vô cùng. Có người vì quá khổ, tuổi đã cao mà vẫn phải gánh vác cả gia đình, tuổi già mà vẫn phải ôm trên mình cả một đống nợ. Có người thì nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận xa con cái để mà mong muốn có một ngày được đổi đời đổi vận. Con cái không còn phải chịu cảnh nghèo khổ, vất vả như cha mẹ chúng nữa. Và trời sinh mỗi người một số mệnh khác nhau. Trong số 12 con giáp thì có 5 con giáp này trời sinh có số mệnh phú quý, đắc lộc chi dương. Trong thời gian từ ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch năm 2024 đến ngày mùng 1 Tết năm 2025, cái số này định rằng khi còn trẻ phải chịu khổ cực trăm bề, vất vả túng thiếu. Nhưng từ ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch đến ngày mùng 1 Tết năm 2025 trở đi thì cuộc sống của họ sẽ bứt lên như rồng gặp mây, suôn sẻ vô cùng, thuận lợi chưa từng thấy. Đến khi về già, những con giáp này cũng chắc chắn sẽ có một cuộc sống tình cảm, tiền tài đầy đủ, viên mãn, sung túc 10 phân vẹn 10. Vậy là bao nhiêu nước mắt, mồ hôi, công sức, xương máu của các bạn cuối cùng cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng và được ngập tràn hưởng cái trái ngọt. Để biết được 5 con giáp đó là ai và cụ thể nó là những người tuổi gì, sinh vào những cái ngày giờ nào mà được đại cát phú quý và liệu các bạn có thuộc những con giáp may mắn này hay không, thì xin mời quý cô bác, quý vị, quý anh chị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, cũng như là để luôn cập nhật những video mới nhất của Tử Thông. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn rất là may mắn từ mùng 1 tháng 8 đến mùng 1 Tết năm 2025, không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, là con giáp chăm chỉ lương thiện nên những người tuổi Tuất trong những cái thời gian này nói chung cũng được trời thương Phật độ, nên là dễ dàng có cơ hội được thăng tiến. Đầu tư làm ăn thì dễ thắng lớn, mang lại cái cuộc sống sung túc và no đủ cho bản mệnh. Trong cái thời gian này, sự nghiệp của các bạn thuận lợi, sớm hoàn thành được cái mục tiêu cuối năm. Đầu tư thì trúng đậm, khiến cho ai cũng phải hờn ghen đỏ mắt. Nói chung càng ngày thì các bạn lại càng trở thành cái trung tâm của cái sự chú ý, và dường như vũ trụ cũng đang trải thảm đỏ chờ các bạn bước lên. Mọi thứ đang tạo điều kiện rất là thuận lợi cho những người tuổi Tuất để có thể đạt được cái sự thịnh vượng và phát triển mạnh mẽ. Các bạn sẽ được trải qua một cái giai đoạn may mắn và tích cực không thể bỏ qua. Quý vị hãy thực hiện những cái hành động có chủ đích, theo đuổi cái đam mê và tận hưởng những cái quả ngọt trọn vẹn khi mà bạn theo đuổi những cái điều mình mong muốn. Những người tuổi Tuất là những người mà sống khá là thận trọng, nhưng họ vẫn toát lên cái sự quyến rũ kỳ lạ, thu hút mọi người xung quanh. Chỉ đơn giản vì họ muốn che giấu cái tính cách thật, tạo ra cái cảm giác là một con người bí ẩn. Ví dụ như là đang cố gắng theo đuổi cái điều gì đó, nhưng mà họ vẫn cố che giấu cái cảm xúc thật như thế. Và đó là một cái sự tình cờ đó. Với cái tính cách của những người tuổi Tuất, họ sợ những cái thứ mang tính trừu tượng, trống rỗng, siêu hình, nhưng họ lại thích ẩn mình trong những cái thứ thực thực hư hư. Không ai có thể đoán được. Họ là những người mà thu hút tiền bạc về mình, nhưng nếu mà phải sống trong hoàn cảnh khó khăn thì họ cũng sẽ dễ dàng thích nghi. Tuy theo đuổi cái sự sang trọng, cuộc sống cao sang, nhưng mà cái sự thoải mái vẫn là cái ưu tiên hàng đầu của những người tuổi Tuất. Đó là cái lý do dù tiền bạc có rủng rỉnh nhưng mà họ vẫn sống trong cái ngôi nhà đơn giản, đi xe cũ. Đối với họ, có thêm một cái khoản tiền không có nghĩa là phải loại bỏ cái sự thoải mái mà mình đã tạo ra. Là những người ưa thích thử thách nên là những người tuổi Tuất không chịu nổi những cái công việc có tính chất là nhàm chán hoặc là lặp đi lặp lại. Họ thích phát huy cái sự sáng tạo của mình trong công việc. Vì thế, những cái việc liên quan đến nghệ thuật
hoặc là cái vận động thì mới phù hợp với họ. Với cái tính cách kiên định, làm gì thì làm đến cùng, khi mà chưa đạt được cái kết quả thì họ luôn trong cái tư thế là sẵn sàng ứng phó trong mọi cái tình huống có thể xảy ra. Không có khó khăn nào làm cho những người tuổi Tuất chùn bước được. Cái thái độ làm việc nghiêm túc và cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân luôn mang lại cho những người tuổi Tuất những cái thành quả cao trong cuộc sống. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng sẽ trở nên cứng đầu, bảo thủ và nhiều khi còn có phần trầm lặng. Nên là nếu là nhân viên thì họ có thể để lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người, cho đồng nghiệp. Và đồng nghiệp cũng rất ngưỡng mộ bởi cái tính cách kỷ luật và cái sự chuyên cần khi mà bắt tay vào làm bất kỳ cái công việc gì. Còn nếu trong ở cái vai trò lãnh đạo, họ thành công với cái phong cách quản lý khôn khéo và cái tính cách điềm đạm. Chính vì thế mà nhân viên luôn tôn trọng họ và nỗ lực hết mình trong công việc được giao. Và đặc biệt, trong cái thời gian từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 1 Tết năm 2025, thì cái vận trình công việc của những người tuổi Tuất cũng gặp nhiều cái may mắn liên tục, được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên nó cũng mang đến con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Tuất được thăng tiến đáng kể. Đồng thời còn tìm thấy cái cơ hội phát triển cho bản thân nhờ vào có được quý nhân giúp sức. Cái vận trình tài lộc thì tăng cao, nguồn thu nhập của những người tuổi Tuất từ công việc chính cũng khá là dồi dào, giúp cho con giáp này nâng cao được cái chất lượng cuộc sống hiện tại của mình. Không những vậy, điềm lành còn cho biết cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng sẽ khá là tốt đẹp và gặp nhiều cái may mắn. Chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất cũng nhận được sự quan tâm của đối phương và bản thân các bạn cũng muốn thể hiện cái trách nhiệm, cái tình yêu. Nên là gì? Dường như không có điều gì có thể ngăn cản được cái chuyện của hai người. Vậy nên là đây sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong thời gian tới. Vì vậy, để gia tăng cái may mắn và cái tài lộc cho mình thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, trong cái thời gian từ mùng 1 tháng 8 đến ngày mùng 1 Tết năm 2025 thì những người tuổi Mão là một trong những con giáp cực kỳ là có lộc lá. Những người tuổi Mão là mẫu hình có tính cách linh hoạt, nhanh nhẹn, được nhiều người yêu quý, đặc biệt là trong cái thời gian từ mùng 1 tháng 8 đến mùng 1 Tết năm 2025 lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nhờ đó mà công việc của những người tuổi Mão trở nên suôn sẻ, trôi chảy và thu về nhiều cái lợi nhuận lớn hơn. Do được quý nhân tương trợ giúp đỡ lại được các cát tinh nó cao chiếu, vậy nên những ai mà đang làm ăn kinh doanh buôn bán có thể ký kết được rất nhiều cái hợp đồng lớn béo bở, mang lại cái thu nhập đáng mơ ước cho những người tuổi Mão. Dù các bạn đang làm trong ngành nghề nào đi chăng nữa thì cũng đều dễ vượng phát và đạt được nhiều thành quả lớn. Nhưng cuộc sống của những người tuổi Mão lúc này không chỉ là cái tham vọng, dường như một cái nguồn năng lượng mới khiến mọi thứ xung quanh bạn trở nên là sống động hơn. Các bạn cũng đang được ở đúng vị trí của mình, tự tỏa ra một cái luồng khí sống động, đầy nhiệt huyết và dễ lây lan. Những người xung quanh bạn cũng sẽ cảm thấy được cái sự nhiệt tình và thậm chí là được truyền cảm hứng bởi những cái gì mà những người tuổi Mão làm được. Với những người tuổi Mão thì gia đình luôn là số 1. Họ sẵn sàng nghỉ việc để ở nhà, trông nom gia đình và không hề phàn nàn bất cứ cái điều gì cả. Họ muốn được cống hiến cho gia đình nhỏ nhỏ của mình nhiều hơn. Thay vì cuộc sống bon chen ngoài kia, người khác ở nhà thì có thể cảm thấy là tù túng. Nhưng đối với những người tuổi Mão, cho dù phải ở nhà, ngay cả ở trong nhà, thì họ cũng không bao giờ cảm thấy buồn chán. Những cái việc lặt vặt sẽ giúp cho họ cảm thấy tinh thần mình được thoải mái hơn, được cân bằng hơn. Và họ cũng là những người tốt bụng, chân thành, đáng tin cậy. Họ cũng thích được tụ tập bạn bè, nhưng không hề có cái vụ lợi gì ở trong đó. Mà đơn giản ấy, chỉ là gì? Tìm được cái người tâm đầu ý hợp với mình mà thôi. Nhưng mà nếu nhận ra đang bị lợi dụng thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mặt trái của những người tuổi Mão. Mặc dù là người nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng mà khi trả thù thì họ lại rất là kinh tởm và khủng khiếp. Trong vô thức, họ luôn mong muốn tìm kiếm cái sự bảo vệ và một hình mẫu nào đó để mà theo đuổi, hoặc là một nhóm bạn nào đó để họ có thể phát huy được cái sự khôn ngoan của mình. Nói chung, những người tuổi Mão muốn được người khác tin tưởng và che chở cho mình. Họ cũng mong muốn một cái môi trường làm việc đảm bảo được cái sự an toàn và cái sự tin tưởng.
Với cái tính cách của những người tuổi Mão, họ đi đâu làm gì cũng sẽ dễ dàng nhận được cái sự yêu quý của mọi người và sự tôn trọng của những người khác. Vốn là những người của gia đình, biết quan tâm chăm sóc những người khác nên là họ rất là phù hợp với những công việc như là y, dược, giáo dục, đồ họa v.v. Bên cạnh đó, họ phù hợp nhất với những cái việc phức tạp hoặc là những việc nhỏ nhặt trong ngành y hoặc là những ngành phục chế. Là những người tận tụy nên là chỉ cần quyết tâm lập nghiệp thì những người tuổi Mão cũng sẽ có thể phát huy được cái tài năng của mình trong cái rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở cái nơi công sở, họ ghi điểm với cái sự chân thành, xuất sắc, đáng tin cậy và luôn chan hòa, thân thiện với mọi người, với đồng nghiệp. Họ biết rằng mình cần phải làm như vậy, đồng thời họ cũng sẽ rất thích các đồng nghiệp của mình, thích không khí vui vẻ của những bữa ăn chung tại nơi làm việc. Đôi lúc họ muốn cô lập bản thân, sống khép lòng mình lại để tránh xa mọi cái sự quấy rầy của mọi người. Những người tuổi Mão đôi khi tự nguyện nhốt mình trong phòng và suy ngẫm về mọi việc. Nếu mà là những người chủ ấy, thì họ rất chăm chỉ nhưng mà cũng luôn thì công chính, công bằng và chính trực. Tuy nhiên, đôi khi những người tuổi Mão cũng có biểu hiện kiêu ngạo, gây ra những cái sự phản cảm cho mọi người xung quanh. Nhìn chung, ấy, dù ở cương vị nào thì họ cũng có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Và đặc biệt, trong thời gian từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 1 Tết năm 2025 ấy, thì những người tuổi Mão cũng sẽ được cát tinh nó chiếu cố, nên là quý vị sẽ có tiếng nói ở nơi làm việc, có quyền lực và có người nghe theo. Những người tuổi Mão nói chung trong thời gian này cũng sẽ có một cái công việc khá là được như ý nguyện. Các bạn cứ khiêm tốn, cứ cư xử hòa nhã với mọi người thì làm gì cũng sẽ đạt được thành công. Về mặt tiền bạc thì cũng vô cùng được suôn sẻ, con giáp này cũng sẽ cảm nhận được cái sự quan tâm chăm sóc của mọi người khi mà gặp khó khăn trong cái chuyện tiền bạc. Với cái khả năng tính toán tốt và trong thời gian này lại có nhiều cái cát tinh hỗ trợ nên là có thể giúp các bạn đạt được những cái tin vui về vận trình tài lộc. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những gia chủ tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung trong cái thời gian từ ngày 1 tháng 8 âm lịch đến ngày 1 Tết năm 2025 âm lịch thì đây sẽ là một cái thời điểm mở ra những cái giai đoạn may mắn đỉnh cao cho những người tuổi Hợi. Được cát tinh hỗ trợ, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vậy nên con giáp này liên tiếp gặt hái được những cái thành công rực rỡ ở mọi mặt cuộc sống của mình. Cái sự nghiệp thì có nhiều cái sự đột phá. Những người tuổi Hợi dù làm trong lĩnh vực gì đi chăng nữa thì cũng sẽ gặt hái được những cái thành công ngoài cái sức mong đợi, không gặp phải cái vấn đề nào lớn lao nó gây bất chắc, gây trắc trở cho mình cả. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần tập trung để mà hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao, chớ nên lơ là để xảy ra những cái lỗi sai không đáng có. Bên cạnh đó, tình hình tài chính có ít nhiều cái điểm sáng vào cái thời điểm này. Các bạn có thể là gì? Nhận được những cái khoản lời lãi từ những cái mối đầu tư trước đó. Nhờ cái khoản tiền này mà các bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không sợ rơi vào cái cảnh cháy túi. Lời khuyên dành cho những người tuổi Hợi trong thời gian này là hãy tự tin hơn nữa vào bản thân. Các bạn là những người có tài, chỉ cần quyết tâm làm việc thì sớm muộn cũng sẽ được khẳng định cái vị thế của mình. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi là những người rất là phong cách. Họ luôn cố gắng tạo ra một cái không khí thoải mái, vô tư trong cuộc sống của mình. Với cái hy vọng mọi thứ sẽ luôn tràn ngập cái sự ấm áp. Vì thế mà những người tuổi Hợi ấy, từ những người thân, người bạn bè đến những người đồng nghiệp thì thậm chí là gì? Những người lạ có thể cảm nhận được cái sự rộng lượng tử tế của những người tuổi Hợi mang lại. Đó là cái lý do mà mọi người rất tin tưởng vào những người tuổi Hợi. Nếu mà nhận ra là cái tiêu điểm cho những cái âm mưu, cái sự ích kỷ của những người khác thì họ sẽ lập tức nổi giận, cái cơn thịnh nộ một cách mù quáng dường như là không thể thoát ra được. Lúc này thì hình ảnh của họ trong mắt những người khác sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nếu mà kiểm soát tốt cái cảm xúc của mình ấy, thì cuộc sống của họ sẽ ít bị thăng trầm hơn. Mọi người luôn dành niềm tin cho những người tuổi Hợi, hoàn toàn có lý do chính đáng của nó. Và bên cạnh đó, trong cái khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 1 Tết năm 2025, thì các chuyên gia tử vi học cũng chỉ rõ những người tuổi Hợi tài lộc thì vượng phát, đón nhiều tin vui trong cái cuộc sống cũng như là trong cái sự nghiệp của mình. Những người tuổi này thì
được phúc tinh cao chiếu nên là cũng đạt được nhiều cái thành tích đáng nể, từng mơ ước và từng bước chinh phục những cái đỉnh cao mới trong vận trình sự nghiệp. Thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để cho những người làm kinh doanh buôn bán phát tài mạnh mẽ. Họ nên chủ động hơn trong cái việc tìm kiếm các cơ hội cho bản thân. Các bạn hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì tiền bạc cũng sẽ sớm về đầy ví, cuộc sống ngày càng được ấm no và hạnh phúc hơn. Thưa quý vị, nói chung trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 1 Tết âm lịch năm 2025, thì những người tuổi Hợi được quý nhân tương trợ giúp đỡ và trong thời gian này họ sẽ có chí tiến thủ nên là thường nhận được cái sự tin tưởng của mọi người. Các bạn có thể được giao cho những trọng trách, những nhiệm vụ quan trọng. Với những người làm kinh tế thì các bạn cũng sẽ nhận được cái sự tin tưởng của khách hàng và của đối tác. Vì thế mà các đơn hàng kéo đến ầm ầm và các bạn sẽ phải khá vất vả. Xong, các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ vì kiếm được một khoản kha khá giúp nâng cao cái mức sống của mình. Nếu mà có việc cần phải đi xa trong thời gian này thì các bạn cũng nên chọn những giờ hoàng đạo nhé để cho được việc các bạn ạ. Và để gia tăng thêm cái may mắn trong cái vận trình của mình thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Thưa quý vị, tiếp theo là con giáp may mắn thứ 4. Trong cái thời gian từ 1 tháng 8 đến ngày 1 Tết năm 2025 thì xin được chúc mừng những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, nói chung những người tuổi Dậu luôn tràn đầy cái năng lượng và nhiệt huyết để tham gia vào nhiều cái lĩnh vực và nhiều cái vai trò khác nhau. Những người tuổi này luôn tỏ ra cái sự tự tin nhanh nhẹn trong cái việc xử lý các tình huống, khiến cho mọi người tin rằng họ làm gì cũng được thắng lợi. Ở chỗ công sở thì họ làm việc chuyên nghiệp và tỏ ra cái thái độ là bề trên một chút, mang lại cho những người khác cảm giác khá là kinh ngạc và thú vị. Và đặc biệt, trong thời gian từ ngày 1 tháng 8 âm lịch đến ngày 1 Tết năm 2025 sắp tới đây, thì những người sinh năm Dậu có điềm báo tử vi rất là tốt, có thể sẽ trải qua một cái sự chuyển biến mạnh mẽ trong cái vận trình của mình. Cái sự quyết tâm và cái sự năng động sáng tạo sẽ giúp cho các bạn vượt qua mọi thử thách, đạt đến những cái bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của mình. Bản mệnh lại khiêm tốn, biết lắng nghe mọi người xung quanh, nên là có thể tiếp thu được rất nhiều cái kiến thức hữu ích. Các bạn hãy áp dụng vào công việc và các bạn sẽ thấy cực kỳ hiệu quả một cách bất ngờ. Bên cạnh đó, cái tình hình tài chính của những người tuổi Dậu cũng có những cái dấu hiệu khả quan hơn với cái thu nhập gia tăng và cái nguồn tài lộc cũng khá là dồi dào. Nói chung trong khoảng thời gian này, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 1 Tết âm lịch, thì là cái lúc mà tài khí nó đang vượng. Nếu mà có kế hoạch đầu tư kinh doanh gì thì các bạn nên tiến hành ngay. Có thể các bạn sẽ còn gặp được nhiều cái người đồng chí hướng và đôi bên hợp tác làm ăn, ăn ý cho ra những cái kết quả rất là khả quan. Đây cũng là cái thời điểm khá lý tưởng để cho những người tuổi Dậu phát triển không chỉ về cái sự nghiệp mà còn trong cái lĩnh vực tài chính, trải nghiệm cuộc sống đầy đủ và phong phú hơn. Những người này thích thể hiện, khoe khoang cái tài năng của mình. Với cái tính cách của những người tuổi Dậu thì họ rất được chú ý nên là luôn chọn cái diện mạo, diện những trang phục đẹp đẽ để mà thể hiện cái sự tự tin và cái cá tính của mình. Cái vũ khí tốt nhất của họ là cái khả năng thích ứng cao. Bất cứ cái thứ gì có thể ập đến như là bệnh tật, những cái lời từ chối hoặc là cái sự thương hại thì cũng sẽ không thể làm cho những người tuổi Dậu tức giận hay là bực bội. Cho dù họ có xu hướng là mong manh trong cái cảm xúc nhưng không có nghĩa là họ nhút nhát. Cũng giống như những người tuổi Dậu khác, họ biết đón nhận những cái khó khăn trong cuộc sống. Đối với họ, cuộc đời cũng giống như một cái chuyến xe trượt tuyết lao băng băng về phía trước, nhưng mà cái cảm giác là lắc qua lắc lại, nó vừa đáng sợ nhưng cũng nó cũng đầy cái cảm giác kích thích và thích thú. Những người tuổi Dậu thì cũng rất có duyên với những cái việc đòi hỏi cái khả năng tổ chức, đồng thời họ cũng tỏ ra rất là xuất sắc trong các lĩnh vực như là tính toán, phân tích, nghiên cứu hay là trong các lĩnh vực phục vụ hậu cần. Họ có tinh thần phê phán và rất là hiểu ý nghĩa của cái việc mà ưu việt hóa các yếu tố đầu vào trong cái sản xuất. Họ cũng sẽ rất là ý thức cái việc phục vụ với cái điều kiện là họ phải được trao quyền chi phối và lãnh đạo trong cái phạm vi công việc của mình. Thì ngoài giờ làm việc, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ những người đồng nghiệp hoặc là cấp trên trong mọi việc. Vì thế, có thể gọi những người tuổi Dậu là cái thành phần quan trọng không thể thiếu tạo nên cái sự đoàn kết, cái sự hòa đồng của một tập thể.
họ có khả năng tạo ra cái bầu không khí làm việc ôn hòa, thoải mái. Cái điều này có liên quan mật thiết đến cái tư duy nhạy bén và cái tốc độ phản ứng nhanh nhẹn của họ. Tuy nhiên, họ thường không thể làm theo cái mệnh lệnh của những người mà họ không mấy tôn trọng. Những người tuổi Dậu có cái trái tim nhân hậu và lương thiện, họ sống rất là đơn giản, không thích bon chen, không thích là cạnh tranh, xô bồ. Họ có xu hướng thích cuộc sống gia đình êm ấm, họ là những người mà sớm trưởng thành, rất là biết nghĩ, họ luôn giải quyết các vấn đề khó khăn một cách là chu toàn và thấu đạt nhất. Chính những cái suy nghĩ và cái thái độ sống của những người tuổi Dậu đã truyền cái cảm hứng cho bao người. Và điểm báo tử vi trong cái thời gian từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 1 Tết năm 2025 năm Ất Tỵ cũng cho thấy con giáp này có nhiều cái tin vui gõ cửa, gặp nhiều cái may mắn cho công việc lẫn cái cuộc sống. Những người chưa có công việc thì đây cũng là cái thời điểm các bạn sẽ nhận được những cái công việc phù hợp với khả năng của bản thân. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận trình may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ, Dậu, Sửu để mà trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Và tiếp theo, vị trí thứ năm xin được chúc mừng những người tuổi Thân. Thưa quý vị, từ ngày mùng 1 tháng 8 đến ngày mùng 1 Tết năm 2025 thì tuổi Thân cũng là một trong những con giáp may mắn. Những người tuổi Thân được dự báo là sẽ đón nhận một cái giai đoạn đầy hứa hẹn với những cái cơ hội không nên bỏ lỡ đang chờ đón các bạn ở phía trước. Các bạn sẽ tìm thấy động lực ngay từ trong khó khăn và dần dần tìm ra cái giải pháp cho mọi vấn đề. Các bạn có thể khiến cho những người mà từng coi thường các bạn phải nhìn các bạn bằng cái ánh mắt khác xưa. Nếu biết tận dụng cái sự nhanh nhẹn và cái bộ óc quan sát tinh tế sẵn có thì những người tuổi Thân sẽ có khả năng nắm bắt cái cơ hội thật tốt, tạo nên những cái bước tiến đáng kể trong cái công việc và cái sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, phương diện tài chính có nhiều cái cải thiện nhờ các bạn hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao. Cái màn thể hiện xuất sắc cái năng lực chắc chắn cũng sẽ giúp cho các bạn trở thành nhân viên rất là đáng được nể trọng ở nơi làm việc. Chắc chắn cấp trên cũng sẽ sẵn sàng trao cho các bạn những cái cơ hội trở thành một cái vân nhân viên xuất sắc và nhận được những cái lời khen ngợi có cánh cũng như là được nhận những cái phần thưởng xứng đáng dành cho các bạn. Thưa quý vị, những người tuổi Thân là những người chân thành, đáng tin, họ có trái tim vô cùng là tự do. Những cái người này thì có cái niềm tin rất lớn vào chính bản thân mình. Tuy nhiên, luôn có cái sự mâu thuẫn nho nhỏ trong cái tính cách của những người tuổi Thân mang lại cho họ cái tính vị tha, trong sáng. Thì tính cách của những người tuổi Thân lại khá là rụt rè hay ngại ngùng, khiến cho họ không thẳng thắn, trung thực. Những người này có đủ cái sự nhiệt huyết và cái sức mạnh để mà đảm bảo cái nhiệm vụ khó khăn. Họ dù có đủ khả năng và trí tuệ cũng như là cái kỹ năng để xử lý các việc tưởng như là không ai có thể làm nổi. Nói chung những người tuổi Thân cũng không tốn quá nhiều công sức để mà hoàn thành những cái nhiệm vụ, vì họ thường tập trung vào cái chuyện cốt lõi của cái vấn đề và nắm bắt được cái bản chất của nó rất là nhanh. Những người tuổi Thân khá là bảo thủ, không thích chia sẻ, luôn cẩn thận che giấu cái cảm xúc của mình. Họ giỏi giao tiếp, thích những cái thách thức lớn lao. Với tính cách tuổi Thân thì họ thích suy nghĩ về những cái vấn đề lớn lao, cao đẹp, chứ không chỉ quan tâm đến những cái thứ tầm thường. Họ quan tâm đến cái lợi ích và cái quyền lợi, dễ có cái cơ hội để trở thành những cái nhà quản lý giỏi. Những người tuổi Thân thường có cái đầu óc tổ chức và cái năng lực quản lý rất là giỏi. Họ luôn biết cách giải quyết vấn đề hợp lý. Chính vì vậy mà họ sẽ có rất nhiều cái cơ hội khi mà thử sức mình ở cái lĩnh vực lớn hoặc là trong các vị trí chủ chốt. Họ cũng sẽ không muốn mãi mãi chỉ là những người đi làm thuê cho người khác và biết cách để có được cái cơ hội thăng tiến ổn định hơn cho công việc. Ngoài ra, cái khả năng làm việc độc lập của họ cũng sẽ tương đối tốt. Những người tuổi Thân ít khi cam lòng an phận với cái vai trò làm cấp dưới. Họ luôn tìm kiếm cái cơ hội cố gắng hết mình để vươn lên cái vị trí cao hơn. Ở bất kỳ cái lĩnh vực nào thì những người tuổi Thân cũng được tín nhiệm và được đề bạt lên vị trí tốt. Họ luôn cố gắng hết mình để làm tốt nhiệm vụ và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp những cái lúc khó khăn. Họ muốn được trở thành những cái người chủ và cái tính cách của những người tuổi Thân ấy phù hợp để làm chủ. Những người cầm tinh con khỉ bản chất là những người lương thiện, thật thà. Họ cần cù chịu khó,
luôn được biết đến ở cái tinh thần là cầu tiến và cái ý chí vươn lên. Và đặc biệt trong thời gian từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 1 Tết năm 2025, những người tuổi Thân sẽ nhận được nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Các bạn có thể sẽ nhận được cái sự cất nhắc vào một cái vị trí mới xứng đáng với cái năng lực của bản thân. Sớm hay muộn thì con giáp này cũng sẽ tận hưởng được những cái trái ngọt từ những cái nỗ lực của mình. Những cái người tuổi Thân ấy đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là cái cơ hội tốt để cho các bạn tìm kiếm một cái môi trường làm việc mới. Có thể nói trong thời gian này cái cơ hội công việc của những người tuổi Thân cũng sẽ rất nhiều. Những người này cần chỉ suy nghĩ để chọn ra những cơ hội phù hợp với bản thân hơn, từ đó tiến xa hơn nữa trong vận trình công việc và sự nghiệp của mình tuổi Thân nhé. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái sự may mắn hanh thông cho mình thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong thời gian từ mùng 1 tháng 8 đến ngày mùng 1 Tết năm 2025 năm Bất Tỵ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.